Con đứng vào đây đi, cho hoa đứng ra bên đấy. Có bị làm sao ấy nhỉ? Thế là có chờ đánh son chưa làm gì? Ừ. Ở bên kia mẹ có hết đồ mà. À, nhưng mẹ là mẹ không cho mượn đâu. Tại đi không đánh son tự xấu chứ. Lần sau đừng cho mượn. Rõ rồi. Ok, các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ học. Nói là học hơi quá, nhưng mà nó sẽ là một cái buổi mà chúng mình được tập về trang phục áo dài. Và trang phục áo dài thì như các bạn biết là một cái trang phục cực kỳ đặc biệt của Việt Nam. Và nếu mà kể cả có rất là nhiều bạn có nói với cả chị là Em không tham gia cuộc thi thì em có phải học không? Đương nhiên là có rồi. Có rất là nhiều nhà thiết kế về trang phục áo dài, rất là nhiều show diễn về áo dài. Và ngoài ra thì đặc biệt là tất cả các cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia đều có trang phục áo dài. Vì nó là một cái trang phục đặc biệt và không ở đâu có mà. Thì trang phục áo dài ngày hôm nay thì chị cũng sẽ muốn nói với các bạn là sẽ có 3 điểm cần lưu ý. Thực ra là các bạn chỉ cần có 3 điểm cần lưu ý này thôi thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể là diễn được với trang phục áo dài. Và như các bạn đã thấy là tất cả chúng mình mặc ở đây thì đều là áo dài cách tân, nó không phải áo dài truyền thống. Vậy nên là cái việc diễn của chúng mình nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nếu mà là đang vận ở trên người một bộ áo dài truyền thống ý, thì nó sẽ có rất là nhiều cái tiêu chuẩn mình cần phải tạo dáng như thế nào, đi lại làm sao. Nhưng cái thời điểm hiện tại là tất cả các cuộc thi hoặc là những cái phần mà trình diễn thì có rất nhiều nhà thiết kế làm trang phục cách tân như chúng ta đang mặc thế này, thì chúng mình có thể diễn thoải mái hơn. Và trang phục áo dài này thì chúng mình sẽ có 3 lưu ý. Một, đó là biểu cảm mặt tươi. Chắc chắn rồi, không ai diễn trang phục áo dài mặt kiểu buồn, thở dài, nhìn thấy trông rất là buồn ngủ. Vậy nên là yêu cầu tươi ở đây. Tại sao chị không dùng từ cười mà đó, tươi thì luôn luôn là mặt tươi tắn này, có thể cười hở răng hoặc không nhá. Yêu cầu thứ hai đó là tuyệt đối không được chống tay. Vì trang phục áo dài mà chống tay chỉ có một số trang phục cực kỳ cách tân của áo dài mới chống tay, còn lại thì đa số tất cả các kiểu khác là sẽ không chống tay. Các em tưởng tượng đấy, nhìn áo dài chống tay trông rất là buồn cười. Và cái thứ ba cần lưu ý đó là chúng mình sẽ cần đi lại rất là uyển chuyển. Các em biết đó, áo dài thì chúng mình sẽ không thể nào mà chúng mình đi lên đi xuống mà chúng mình đi kiểu huỳnh huỳnh như diễn những cái trang phục khác được, đúng không? Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ vào luôn cái phần mà ngày hôm nay, đó là cái cách để tay như thế nào của trang phục áo dài. Đầu tiên là mời tất cả các bạn, chúng mình sẽ đứng chân trước chân sau, đúng rồi, chân trước chân sau này, nghiêng người này, đánh hông này, mở vai này. Và áo dài mà các bạn đang mặc, chứ không phải chị nhá, áo dài mà các bạn đang mặc sẽ có 3 kiểu để tay cơ bản. Đó là cái tay của chúng mình đã có một cái bài học tay riêng rồi. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ để rất là thoải mái. Đây, một này, hai tay của chúng mình sẽ đan vào nhau và để cách rốn. Cho dù chúng mình có chiều cao như thế nào, chúng mình sẽ để cách rốn nhé. Để cách rốn, không để cao quá, không để thấp quá. Và ngón, hãy lưu ý này, cái ngón giữa này của chúng mình này, nó sẽ chạm vào cái bàn tay bên kia, chứ nó không cầm chặt vào thế này. Nó chạm nhẹ này. Ok, Hương Anh sẽ, đây là đan vào thế này cơ Hương Anh ạ. Cái ngón này nó chạm vào cái bàn tay này, bẻ cổ tay lên này, chạm lên, còn nó thoải mái rồi. Nó thế này này, thế này. Đấy, đúng rồi. Ồ, nhớ bài cơ à. Thẳng lưng nhá. Rồi, và đây là cách để tay cơ bản thứ nhất. Cách thứ hai là chúng mình có thể một tay mở lên, rồi một tay đặt vào, đặt nhẹ nhàng, đúng rồi, đẹp quá. Cách thứ ba là một tay chúng mình sẽ để cách rốn. Và nhớ này, ngón tay cái và ngón tay giữa này ở gần nhau này, mềm mại này, để cách rốn này. Còn một tay khác thì chúng mình sẽ cầm tà. Và các bạn lưu ý là tà đằng sau nhé các bạn nhé. Chúng mình sẽ không phải là cố kéo nó xuống mà chúng mình thả tay xuống này, chúng mình cầm tà, chúng mình đẩy tà ra, đẩy cổ tay ra này. Đúng rồi. Và cầm tà sẽ cầm bằng ngón cái và ngón giữa nhé. Không cầm, không tóm một cục đâu, mà cầm bằng ngón cái và ngón giữa, đưa tay lên. Rồi, ok. Và các bạn ơi, chúng mình sẽ học luôn cách xoay đi, để chúng mình còn trình diễn. Và khi vừa rồi là chúng mình có 3 cách để tay của áo dài. Mời tất cả bạn mặt tươi lên. Bây giờ chúng mình sẽ học cách xoay nhé. Cái cách xoay là một cái cực kỳ đặc biệt của trang phục áo dài này.
các bạn sẽ thấy là với những trang phục khác có rất nhiều cách để tay, rất nhiều cách tạo dáng, nhưng áo dài có rất ít cách, thì cái điểm nhấn ở đâu? Để theo chị điểm nhấn sẽ ở phần sau này các bạn. Nếu các bạn đi lên sân khấu xong các bạn xoay về luôn có được không? Được. Nhưng nếu các bạn mà xoay hai vòng sẽ cho khán giả nhìn rõ cái trang phục của các bạn hơn. Xoay một vòng nữa, xoay lại, tung, khán giả được ngắm thêm một lần nữa. Sau đó khán giả ok đi về thì khán giả sẽ đỡ bị hụt hẫng ấy. Đây là theo chị, nó sẽ không có một cái quy chuẩn nhất định là em phải lên trên sân khấu và em quay bao nhiêu vòng, mà nó chỉ đơn giản là chị thích quay hai vòng thì thấy nó đẹp. Được. Rồi. Ê nhá, bây giờ chúng mình sẽ học cách xoay. Cái cách xoay này thì nó là một cái cách cơ bản mà chúng mình đã được học đấy. Rồi tay, rồi cầm tà, tất cả các bạn cầm tà. Chân trái chúng mình sẽ hơi co lên này. Đây, chân trái chúng mình sẽ co lên như thế này. Đúng rồi. Rồi, ok, để cho các bạn dễ nhìn thôi vì áo dài nó hơi khó. Một này, bước chân trái lên, đánh hông ở bên trái. Hai, bước nghiêng sang xoay, tung tà ra. 2/3 người của các bạn nhìn vào khán giả. Rồi tiếp tục lại cầm tà tiếp, cầm nhẹ nhàng. Chân đằng sau, chân trái bước ra đằng sau, đánh hông. Chân phải bắt chéo lên, xoay một vòng, tung, dừng. Sau đó muốn về đúng không? Bây giờ đã diễn xong rồi, muốn về đúng không? Nhấc nhẹ gót, xoay mũi chân, đi về. Rồi ok. Rồi con đưa gì đấy con? Đây, ví dụ trang phục này đưa ra này. Xoay nửa vòng này. Xoay một vòng này, tung, đưa tay vào này. Và muốn về đúng không? Cầm, tung, xoay. Thế vừa có tung tà áo ở tay, vừa có tung tà đằng sau. Đó thì nó càng nhiều chi tiết bao nhiêu thì chúng mình càng diễn được nhiều bấy nhiêu. Và những cái trang phục như các bạn đang mặc này, nó dễ khó hơn. Con, mẹ sắp ném con đi rồi. Con đừng thế, mẹ sợ. Thôi các bạn xoay lại một lần nữa, chúng mình cũng xoay lại một lần nữa nhé. Xoay cái cách cơ bản nhá, tay này. Mở vai thẳng lưng này. Đó, và nhớ này, bẻ cái vai các bạn ra, mắt nhìn gương này. Cầm tà này. Đưa tay ra này. Một bước, hai nghiêng, xoay, tung tà mềm mại. Cầm tà tiếp. Bước. Xoay, đẹp quá. Đúng rồi, nên đan vào, nên chạm nhẹ này. Đúng rồi, ôi tay đẹp thế nhở. Dồn nhá, để cách dồn nhá, đừng cao quá, cũng đừng thấp quá nhá. Ok. Ôi, không ai đúng kiểu ra chất tiểu thư ghê. 3, 2, 1, đi. Để tay đằng trước, đúng rồi, mềm, đúng rồi. Các bạn đi chậm rồi, ối rồi ơi. À, không ai đứng dịch làm gì. Rồi, giữ nguyên rồi. Làm gì đi, tạo dáng khác đi. Rồi, xoay nghiêng, rồi, xoay một vòng nữa. Tại sao riêng mình Hoa là xoay xong rồi về sâu ấy à? Ờ, đi về đi xem nào, đi mềm mại xem nào. 3, 2, 1, đi. Mềm, uyển, chuyển, thẳng lưng, đánh hông. Wow, đúng là áo dài đây rồi. Rồi đôi giữa đi hợp nhau ê. Tạo dáng nghiêng nhau. Xoay đẹp quá. Xoay. Nhấc gót xoay về. Đứng gần nhau một tí nhá. Xoay.